Ngày 11 tháng 9 năm 2003 là ngày Trung thu, Tết đoàn viên. Khi mọi người đều đang sum họp cùng gia đình thì bên ngoài phòng cấp cứu tại một bệnh viện nọ, một người đàn ông ngồi trên ghế với vẻ mặt đau khổ đến mức khó có thể diễn tả nổi. Đó là Thiệu Hiểu Cường, một bác sĩ danh tiếng của Bệnh viện Nhi đồng Thụy Châu. Trong phòng cấp cứu kia, trái tim của Cố Tô, người vợ của Hiểu Cường đã ngừng đập. Người thân của hai bên gia đình lập tức có mặt, nhưng khi đến nơi, Cố Tư Vinh, cha của Cố Tô, đồng thời là một chuyên gia tim mạch giàu kinh nghiệm đã ngay lập tức cảm thấy có điều bất thường. Đồng tử của con mở rộng, toàn thân xanh tím, bụng căng phồng, miệng còn dính chất nôn. Tất cả những dấu hiệu này không phù hợp với một người bị kết luận là nhồi máu cơ tim mà nó giống một vụ bị ngộ độc hơn. Vì vậy, ông Cố đã bí mật cẩn thận lưu giữ chất nôn của con gái, quyết định tự tiến hành điều tra sâu hơn. Và cũng từ đây, một âm mưu đen tối được lật tẩy khiến chính người cha của Cố Tư Vinh phải ân hận suốt đời. Và đó là gì? Mời bạn cùng khám phá vụ án kẻ sát nhân khoác áo blues trên kênh Kỳ Án Có Thật. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu hãy để lại một like để tiếp sức cho toàn bộ đội ngũ của chúng mình nhé. Cũng đừng quên subscribe kênh để nhận thông báo về những vụ án mới nhất. Còn bây giờ hãy cùng Khánh Hà đi vào nội dung chính. Ông Cố Tư Vinh hiện đã nghỉ hưu, nhưng trước đó ông là giám đốc khoa tim mạch tại Bệnh viện Đại học số 2 của Viện Y học Thụy Châu, đồng thời là một chuyên gia y khoa có uy tín. Khi thấy con gái bị như vậy, mặc dù rất đau buồn nhưng ông không có thời gian để khóc than mà ngay lập tức mời bạn học cũ là giám đốc Bệnh viện Thụy Châu tham gia cứu chữa. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực đều không thành, con gái ông đã chính thức qua đời. Trong khi đó, Thiệu Hiểu Cường, con rể của ông, cũng chìm trong nỗi đau mất vợ. Anh ta nằm gục bên thi thể vợ, nước mắt lăn dài, đau đớn đến nỗi đã nghĩ đến việc quyên sinh. Những người chứng kiến không thể không cảm động trước tình yêu sâu đậm giữa họ. Thiệu Hiểu Cường còn bất ngờ quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi, nói với cha mẹ vợ: "Bố mẹ đã giao Tô Tô cho con, nhưng con đã không thể chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Con xin lỗi bố mẹ, từ nay con sẽ coi bố mẹ như cha mẹ ruột của mình mà chăm sóc." Nhìn con rể đau khổ, ông Cố cũng rất đau lòng. Nhưng với kinh nghiệm y khoa lâu năm và hiểu biết sâu sắc về bệnh tim mạch, ông cảm thấy sự ra đi của con gái mình có điều gì đó không bình thường. Cố Tô từ nhỏ đến lớn luôn khỏe mạnh, thế nhưng 2 năm trước lại bắt đầu có dấu hiệu chóng mặt và khó thở, dần dần có cảm giác bất thường ở tim. Dù thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe nhưng cô không bao giờ xác định được nguyên nhân căn bệnh của mình. Khoảng 3 giờ sáng ngày 12 tháng 9, ông Cố với lòng đầy nghi ngờ đã gọi cho con rể đi sang một bên để hỏi. "Chúng ta đều là bác sĩ, từ khi ăn tối đến khi Tô Tô được đưa đến bệnh viện, chỉ có 2 người cậu và con gái tôi. Cho nên, con bé đã có những biểu hiện ban đầu và dần trở nên nguy kịch như thế nào, cậu phải miêu tả chi tiết cho tôi." Đối diện với sự nghi ngờ của ba vợ, Thiệu Hiểu Cường tỏ ra rất căng thẳng, nhìn lên trời thề rằng anh chắc chắn không làm hại vợ. Dù vậy, để làm rõ nguyên nhân sự ra đi của con gái, ông Cố đã đề nghị tự tiến hành khám nghiệm tử thi. Quyết định này được đa số mọi người đồng tình, nhưng khi Thiệu Hiểu Cường nghe xong, anh ta ngã quỵ. Ánh mắt toát lên nỗi sợ hãi và hành động của anh trong buổi khám nghiệm vào ngày hôm sau càng làm mọi người trở nên khó hiểu hơn. Vào chiều ngày 13 tháng 9 năm 2003, không khí căng thẳng bao trùm phòng khám nghiệm. Thiệu Hiểu Cường trong cơn hoảng loạn đã xông vào và quỳ trước mặt bác sĩ pháp y, cầu xin họ dừng lại. Mặc cho sức mạnh của 7-8 người đàn ông, không ai có thể kéo anh ta ra khỏi đó. Anh ta quay sang bố vợ mình cố gắng van xin ông dừng việc khám nghiệm lại, bởi anh ta biết ông cũng rất đau lòng nếu thân xác của con gái mình khi qua đời không được lành lặn. Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của Hiểu Cường, ông Cố yêu cầu nhất định phải khám nghiệm để làm cho rõ nguyên nhân Cố Tô qua đời, trả lại công bằng cho con gái nếu có điều gì đó khuất tất. Mọi người xung quanh cũng cố gắng thuyết phục Hiểu Cường rằng việc khám nghiệm tử thi là cần thiết để tránh những hiểu lầm không đáng có trong tương lai. Nhưng điều này chỉ khiến Thiệu Hiểu Cường ngày càng tức giận hơn. Bác sĩ pháp y rất ngạc nhiên trước phản ứng của Thiệu Hiểu Cường, bởi khi gia đình yêu cầu khám nghiệm thì tất cả họ đã thống nhất và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Tuy nhiên, hành động của Thiệu Hiểu Cường là điều họ chưa từng thấy. Cuộc khám nghiệm cuối cùng bị hoãn lại và sau đó bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều. Kết quả được công bố ngay sau đó. Ngày 14 tháng 9, khi gia đình ông Cố nhận được bản kết quả, họ bàng hoàng phát hiện ra trong cặn nôn của Cố Tô chứa một lượng lớn ketamin, một loại thuốc mê ngắn hạn, không màu, không vị và dễ tan trong nước.
Ketamin thường được sử dụng trong các ca tiểu phẫu, nhưng nếu sử dụng thường xuyên trong một thời gian thì nó có thể gây áp lực lớn lên tim và khi đạt đến một lượng nhất định thì có thể gây suy hô hấp, suy tim và dẫn đến tử vong. Ketamin cũng là thuốc kê đơn và không thể mua tự do, chỉ có chuyên gia y tế mới có thể tiếp cận được. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về sự ra đi của Cố Tô. Sau khi nắm được thông tin này, ông Cố đã ngay lập tức liên hệ với cảnh sát để báo án. Cảnh sát sau khi xem xét tình hình nhận ra rằng sự việc không đơn giản như bề ngoài. Họ nhanh chóng bắt đầu điều tra. Đầu tiên là xác định xem Cố Tô có tự ý sử dụng chất gây mê để kết liễu mạng sống hay không. Điều tra cho thấy Cố Tô là người hoạt bát, tốt bụng với đồng nghiệp và có một đời sống tình cảm ổn định. Đồng nghiệp của cô cho biết, hai ngày trước Tết Trung Thu, Cố Tô đã cùng Thiệu Hiểu Cường đi ăn cùng vài người đồng nghiệp khác và họ trông rất hạnh phúc bên nhau. Cố Tô cũng tiết lộ rằng năm nay cô không có ý định gửi bánh Trung Thu cho bố mẹ chồng mà đã chuẩn bị lì xì thay thế. Điều đó chứng tỏ cô ấy không có dấu hiệu nào bất thường có thể dẫn đến việc tự tước đoạt mạng sống một cách đột ngột như vậy. Sau khi loại trừ khả năng này, cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ sử dụng thuốc của bệnh viện và phỏng vấn các bác sĩ chuyên khoa. Họ xác định rằng trong các đơn thuốc của Cố Tô không có ketamin. Điều này loại trừ khả năng nạn nhân sử dụng thuốc quá liều tại bệnh viện. Vậy thì chỉ còn lại khả năng bị hạ độc. Và Thiệu Hiểu Cường với khả năng tiếp cận dễ dàng với ketamin trở thành nghi phạm chính, kết hợp với hành vi bất thường của anh ta trong buổi khám nghiệm tử thi. Cảnh sát quyết định bắt đầu điều tra về người này. Không lâu sau, cảnh sát đã phát hiện ra Thiệu Hiểu Cường đã ký nhận thuốc gây mê ketamin tại bệnh viện và tìm thấy lọ thuốc trong túi rác thải từ nhà nạn nhân. Với nhiều bằng chứng rõ ràng, cảnh sát đã bắt giữ Cường vào tối ngày 23 tháng 9. Hài hước là sau khi diễn vai người chồng đau khổ và được mọi người thương cảm, Thiệu Hiểu Cường đinh ninh mọi việc đã êm xuôi khi vợ đã được đưa đi hỏa táng nên rất ung dung bên tình nhân và hắn ta bị bắt khi đang ở nhà cô này. Sau 12 giờ tra hỏi, đối mặt với các chứng cứ được đưa ra, Thiệu Hiểu Cường cuối cùng đã thừa nhận tội ác của mình. Đối diện với sự thật này, ông Cố Tư Vinh cảm thấy vô cùng đau buồn và luôn tự trách. Tất cả đều là do lỗi của tôi. Nếu không phải vì tôi thì con gái tôi cũng đã không phải chết như vậy. Tại sao ông Cố lại nói như vậy? Hãy cùng quay ngược thời gian một chút. Thiệu Hiểu Cường sinh năm 1969, lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả tại quận Bình Giang, Tô Châu. Từ nhỏ, anh đã phải đối mặt với cuộc sống đầy rẫy khó khăn và vất vả. Nhưng cũng chính từ những thử thách ấy đã rèn giũa nên ý chí kiên cường và quyết tâm vượt khó của anh. Anh không chỉ nỗ lực học tập mà còn luôn tự đặt ra yêu cầu cao hơn so với người khác trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Năm 1987, dù gia đình không ủng hộ việc theo đuổi ngành y vì cho rằng đó là con đường gian nan, Thiệu Hiểu Cường vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Anh ta đã xuất sắc đỗ vào Học viện Y Dược Thượng Châu, không chỉ vì đó là mục tiêu mà anh ta đặt ra, mà đó còn là ước mơ từ thuở nhỏ. Sự phản đối của gia đình càng khiến anh ta quyết tâm chứng minh bản thân và anh ta đã làm được điều đó thông qua những thành tích đáng nể trong suốt thời gian đại học, nhận về vô số lời khen ngợi từ cả giáo viên và bạn bè. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1992 với kết quả xuất sắc, anh ta được phân công thực tập tại Bệnh viện Nhân dân quận Thanh Giang, một công việc ổn định mà bất kỳ ai cũng ao ước vào thời điểm đó. Mặc dù chỉ là thực tập sinh, nhưng với sự kiên trì và cố gắng, việc trở thành bác sĩ chuyên khoa với Cường chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, trong lòng Thiệu Hiểu Cường biết rõ, anh ta không muốn chỉ dừng lại tại đó. Anh không muốn mất quá nhiều thời gian chỉ để đạt được vị trí chuyên khoa tại bệnh viện quận. Thay vào đó, anh quyết định nâng cao trình độ học vấn của mình bằng cách dự thi thạc sĩ. Khả năng học tập vượt trội của Cường đã giúp anh trúng tuyển thạc sĩ chỉ sau một năm ôn luyện, nơi anh ta được người hướng dẫn quan trọng trong cuộc đời mình là giáo sư Cố Tư Vinh. Trong quá khứ, Cố Tư Vinh là sinh viên của trường Y học Sở Châu và sau này trở thành giám đốc khoa tim mạch và phổi của Bệnh viện Đại học số 2, một chuyên gia y tế hàng đầu tại địa phương và từng là ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Sở Châu. Trở thành học trò của ông là một vinh dự lớn và Thiệu Hiểu Cường đã không phụ lòng ông, tiếp tục giữ vững thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc. Sự công nhận và đánh giá cao từ người hướng dẫn đã mở ra cho anh cơ hội thay đổi số phận của mình. Anh thường xuyên giúp đỡ giáo sư trong việc mua sắm và chăm sóc cây cỏ, nhằm mục đích gần gũi hơn với gia đình ông. Nhờ đó, giáo sư thậm chí là còn có ý định gả con gái mình cho Cường. Trong mắt người đời, Cố Tư Vinh là hình mẫu của thành công và hạnh phúc, nhưng mỗi gia đình đều có những bí mật riêng. Ông Cố có hai cô con gái, Cố Tư và Cố Tĩnh, nhưng không ai trong số họ muốn nối nghiệp y của cha. Họ thường trêu chọc ông rằng học y là chọc giận ý trời.
Ông Cố chỉ biết cười trừ trước sự nghịch ngợm của con và lo lắng về việc không có người nối nghiệp. Ngoài ra, ông còn nỗi lo lớn hơn là chuyện hôn nhân của Cố Tư, cô con gái lớn. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc tại một trạm kiểm định chất lượng công trình, công việc nhẹ nhàng với thu nhập ổn định. Tuy nhiên, với tính cách kín đáo và không thích trang điểm, dù đã 26 tuổi nhưng Cố Tư vẫn chưa tìm được người bạn đời phù hợp. Thời gian trôi đi, ông Cố càng lo lắng hơn. Sự xuất hiện của Thiệu Hiểu Cường, một sinh viên xuất sắc và biết đối nhân xử thế, đã làm cho ông Cố nảy sinh hy vọng. Ông nghĩ rằng nếu Hiểu Cường có thể trở thành con rể, thì không chỉ Cố Tư có được người chồng tốt mà ông còn có người kế nghiệp cho dòng họ. Vì vậy, ông Cố đã hỏi thăm chuyện tình cảm của Cường. Khi biết rằng Cường chưa có bạn gái, ông bắt đầu giúp con gái và học trò của mình kết nối với nhau. Năm 1997, dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè, Cố Tư và Thiệu Hiểu Cường kết hôn. Tại lễ cưới, Hiểu Cường cam kết sẽ chăm sóc vợ thật tốt. Ông Cố vui mừng khi thấy con gái đã nên duyên với chàng rể mà ông chọn. Hiểu Cường từ đó leo lên cành cao của nhà họ Cố. Sau khi tốt nghiệp cao học, Thiệu Hiểu Cường thông qua mối quan hệ của bố vợ đã làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Thụy Châu, nơi có cả phúc lợi và cơ hội thăng tiến tốt hơn nhiều so với bệnh viện quận trước đây. Anh trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn sau khi thực nghiệm thành công cuộc phẫu thuật vi mô cho một bé trai mới 2 tháng tuổi, được đăng trên báo Kyushu Evening News. Tuy nhiên, cha mẹ của Thiệu Hiểu Cường không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Họ cho rằng việc con trai kết hôn với Cố Tô là một sai lầm. Họ luôn cảm thấy là con trai mình thấp kém so với gia đình của họ Cố, cũng như là cảm nhận được là anh kết hôn chỉ vì lợi ích cá nhân chứ không phải là bởi vì tình yêu. Và điều này đã tạo ra một khoảng cách trong mối quan hệ giữa họ và con dâu, Cố Tư, một cô gái mạnh mẽ và độc lập. Một sự kiện diễn ra không lâu sau khi kết hôn đã khiến Thiệu Hiểu Cường vô cùng tức giận. Điều này khiến anh nhận thức rõ, mặc dù họ có danh phận là vợ chồng, nhưng không có tình cảm thực sự với nhau. Theo đó là vào cuối năm 97, không lâu sau khi họ kết hôn, cha mẹ Thiệu Hiểu Cường phải tạm thời chuyển đi do nhà cũ sửa chữa. Họ không có nơi nào để ở nên bày tỏ nguyện vọng được ở nhờ nhà con trai một thời gian. Trong lúc chờ đợi nhà mới hoàn thành, sau khi bàn bạc với vợ, Cường đã mời bố mẹ tới nhưng ông bà phải sống trong tầng hầm của căn nhà. Mẹ Hiểu Cường cho rằng đây là quyết định của con dâu bởi căn nhà do bố mẹ cô mua nên cô mới chèn ép con trai bà như vậy. Dù vậy, sau khi có cháu, nàng dâu đã đối xử tốt hơn với họ. Mẹ Cường tin rằng đó là nhờ sự chăm sóc không mệt mỏi của bà dành cho đứa cháu. Đồng nghiệp của nàng dâu cũng cảm thấy rằng chính Thiệu Hiểu Cường còn đối xử tốt với bố mẹ vợ hơn cả bố mẹ mình. Anh ta thường xuyên phải đi ăn tối với gia đình vợ và luôn hào phóng với mọi người. Thậm chí là vào ngày Trung Thu còn chuẩn bị lì xì trị giá hơn 4.000 tệ cho bố mẹ vợ. Mặt khác, nhà Thiệu Hiểu Cường luôn cảm thấy gia đình con dâu coi thường họ. Ông Thiệu đã từng kể, chỉ một tuần sau đám cưới của Cường, anh trai của anh ta cũng tổ chức lễ cưới tại một khách sạn cao cấp hơn, nhưng gia đình con dâu đã từ chối tham dự. Trước mặt người khác, họ vẫn luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc, nhưng thực tế lại rất xa cách. Một người bạn thân thiết của cả hai nhớ lại, sau khi đi làm về, Cố Tô xem TV và nhắn tin cho bạn bè, trong khi Thiệu Hiểu Cường bận bịu làm việc. Họ không có nhiều chuyện để nói với nhau, không khí gia đình vô cùng tẻ nhạt. Bạn thân của Cố Tô cho rằng cả hai có cái tôi quá cao, dù có xung đột cũng không bao giờ nói ra, thậm chí là muốn ly hôn nhưng cũng muốn đợi đối phương nói trước. Cố Tô từng nói với bạn mình rằng nếu Thiệu Hiểu Cường đề nghị ly hôn thì cô sẽ lập tức đồng ý. Nhưng họ cũng nói rằng Cố Tô vẫn luôn bảo vệ chồng mình bởi vì cô ấy luôn cảm thấy tự ti về trình độ học vấn của mình so với chồng. Cô ấy luôn cố gắng hỗ trợ chồng. Ví dụ như khi anh ta bị rụng tóc, cô đã tìm hiểu các biện pháp chữa trị và thậm chí là còn nhờ người đi Thượng Hải mua thuốc. Tiếc rằng Thiệu Hiểu Cường không hề cảm động bởi những hành động này. Trước mắt mọi người, anh ta yêu thương vợ mình, nhưng trong bóng tối anh ta đã phản bội cuộc hôn nhân sắp đặt và không chỉ có một mà nhiều người tình. Bởi lẽ, Thiệu Hiểu Cường trẻ tuổi lại có tay nghề cao, được coi là một thiên tài trẻ tại bệnh viện. Vì vậy, rất nhiều y tá xinh đẹp luôn vây xung quanh anh. Năm 2000, Thiệu Hiểu Cường chú ý đến một y tá xinh đẹp tên Giang. Anh ta nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng với cô gái, sau đó tiếp tục quen biết với nhiều y tá và thực tập sinh khác. Những người tình không chỉ trẻ đẹp và có vóc dáng hấp dẫn mà còn khiến anh ta cảm thấy được tôn sùng. Cố Tô, vợ anh, không phải là không biết gì về những chuyện ngoại tình của chồng. Cô đã bắt gặp Thiệu Hiểu Cường dắt người tình đi chơi và mặc dù anh ta luôn miệng giải thích rằng đó là bệnh nhân hay là đối tác bán thuốc, Cố Tô cũng không thể không nghi ngờ. Nhưng cô không muốn làm mất mặt gia đình mình bằng cách công khai chuyện này nên vẫn giữ im lặng.
Trong khi đó, Thiệu Hiểu Cường vẫn không hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình. Anh ta nghĩ rằng mình luôn phải làm hài lòng vợ và gia đình vợ. Theo thời gian thì sự oán hận trong lòng ngày càng tăng cao. Thiệu Hiểu Cường bắt đầu lên kế hoạch cho một âm mưu đen tối. Anh ta nghĩ rằng chỉ cần vợ mất đi thì anh ta có thể tái hôn sau 1 hoặc 2 năm mà không có ai ngăn cản. Vì vậy, anh ta bắt đầu mang thuốc mê về nhà, pha vào cà phê hoặc trà mà vợ uống. Anh ta tin rằng nếu tiếp tục như vậy thì Cố Tô sẽ qua đời vì bị bệnh tim mà không ai có thể nghi ngờ anh ta. Tuy nhiên, áp lực từ người tình Trương Phàm ngày càng tăng khi cô thúc giục anh ta ly hôn. Thiệu Hiểu Cường biết rằng hôn nhân này không thể duy trì, nhưng anh ta không muốn mất đi danh tiếng và lợi ích mà gia đình vợ mang lại, nên anh ta dỗ dành người tình cần phải kiên trì thêm một thời gian nữa. Qua 2 năm, sau khi tim của Cố Tô bắt đầu có vấn đề, Thiệu Hiểu Cường đã tăng liều lượng thuốc mê trong cà phê mà vợ uống rồi rời đi, nhằm ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình. Sau khi uống, Cố Tô nhanh chóng có những biểu hiện mệt mỏi. Cô liên tục gọi cho chồng nhưng anh ta không nghe máy và cô đành gọi cho cha mình. Khi cha cô là Cố Tư Vinh vội vã đến nhà, ông phát hiện Thiệu Hiểu Cường đã có mặt nhưng không làm gì cả. Ông không thể chịu đựng điều này và lên tiếng chỉ trích con rể mạnh mẽ. Sau cùng, Thiệu Hiểu Cường đưa vợ đến bệnh viện nhưng các xét nghiệm vẫn không tìm ra nguyên nhân. May mắn thay là khi đó Cố Tô đã mạnh mẽ trở lại từ ranh giới của sinh tử. Sau lần thử nghiệm đầu tiên này, Thiệu Hiểu Cường cho rằng thời cơ đã đến. Anh ta tin rằng nếu vợ mình mất vì bị bệnh tim thì không ai có thể nghi ngờ anh ta. Áp lực từ Trương Phàm ngày càng tăng và cô nói với anh ta rằng nếu không ly hôn thì họ sẽ phải chia tay. Điều này khiến Thiệu Hiểu Cường phải thực hiện nhanh âm mưu đen tối mà anh ta đã lên kế hoạch trong suốt 2 năm trời. Vào ngày 11 tháng 9, trong bóng tối của căn nhà, Thiệu Hiểu Cường đã lẻn vào bếp trong lúc vợ mình là Cố Tô đang tắm. Anh ta cẩn thận cho vào ly cà phê một liều thuốc mê mạnh hơn thông thường rồi mời vợ uống sau khi cô tắm xong. Anh ta nói một cách nhẹ nhàng, "Tô Tô à, sau khi uống xong cà phê và ăn hết bánh trung thu thì chúng ta cùng đi dạo ngắm trăng nhé." Khi Cố Tô uống ly cà phê oan nghiệt đó thì chỉ khoảng 10 phút sau, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Nhịp tim chậm lại và bắt đầu nhiều triệu chứng bất thường khác. Thiệu Hiểu Cường đưa cô vào phòng ngủ và để cô nằm xuống. Hắn đứng nhìn từ bên ngoài, quan sát cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết của vợ mình. Cố Tô liên tục gọi tên chồng trong nỗi đau nhưng anh ta vẫn dửng dưng, vô cảm. Thậm chí trong lúc Cố Tô đang vật vã, Thiệu Hiểu Cường còn bình tĩnh đi vào bếp và cẩn thận rửa sạch tách cà phê có chứa thuốc mê. Sau khi Cố Tô qua đời, anh ta lại dùng tách đó để pha cà phê cho chính mình, một hành động thể hiện sự vô nhân tính của hắn ta. Đến 9 giờ 50 phút tối, sau hơn 1 tiếng rưỡi kể từ khi Cố Tô phát bệnh, Thiệu Hiểu Cường mới bắt đầu hành động. Anh ta gọi cho bố mẹ và em gái mình thông báo rằng bệnh cũ của Cố Tô đã tái phát rất nghiêm trọng. Em gái anh, Quý Tĩnh, biết rằng chị dâu mình thường xuyên chóng mặt trong 2 năm qua, nhưng không nghĩ rằng tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng đến như vậy, nên cô cũng không quá lo lắng. Sau khi cúp máy, Thiệu Hiểu Cường bắt đầu kêu cứu hàng xóm và đưa vợ đến bệnh viện gần đó để cấp cứu. Trong khi đó, bố mẹ Cố Tô đang ở phía tây núi Tây Sơn, cách đó 50 cây số. Khi nhận được cuộc gọi từ con rể, họ ngay lập tức đến bệnh viện nhưng không kịp gặp con gái lần cuối. Nhưng bù lại, họ đã bắt được kẻ thủ ác và đòi lại công bằng cho con gái mình. Ngày 2 tháng 1 năm 2004, Tòa án Nhân dân cấp cao của thành phố Tô Châu mở phiên tòa xét xử vụ án này. Thiệu Hiểu Cường bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Anh ta không hài lòng và đã kháng cáo. Ngày 22 tháng 6 cùng năm, Tòa án cấp cao tỉnh Tô Châu bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên mức tuyên án ban đầu. Khi sự thật về vụ việc được tiết lộ, người thân của Thiệu Hiểu Cường đều rất sốc và không thể tin là anh ta có thể làm điều đó. Một người bạn từ thời tiểu học của anh ta đã nói rằng hành động đó thực sự là quá ngu ngốc. Anh ta có thể ly hôn nếu không hài lòng với vợ. Với tấm bằng tiến sĩ y khoa thì anh ta sẽ nhanh chóng có một cuộc sống khác tốt hơn nhiều mà không cần thiết phải làm như vậy. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hành động của vị bác sĩ này? Hãy bình luận ở phần comment để cùng nhau trao đổi nhé. Và nếu thấy nội dung này thú vị, đừng quên ủng hộ Kỳ An Có Thật bằng cách like và subscribe kênh trước khi rời đi. Còn bây giờ thì Khánh Hà, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.